Chào buổi sáng quý vị khán giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Bác sĩ của bạn ạ. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về căn bệnh vẩy phấn trắng ở trẻ em quý vị nhé. Và rất nhiều quý vị có lẽ là đã nghe qua căn bệnh này và nghe nói nó là một cái căn bệnh lành tính. Thế là nhiều bậc phụ huynh thắc mắc gửi về cho chương trình rằng căn bệnh này thế nó có tự khỏi hay không, rồi điều trị nó có phức tạp hay không, nó có biến chứng hay không, có nguy hiểm hay không. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhờ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Huấn sẽ giải đáp cho tất cả quý vị nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Mến chào Diễm Loan, mến chào quý phụ huynh. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ trước tiên là cho quý vị khán giả được biết cái căn bệnh vẩy phấn trắng nó là cái căn bệnh như thế nào, tại sao nó lại có cái tên như vậy ạ, và nguyên nhân nào gây ra căn bệnh này ạ? Vẩy phấn trắng á thì mình có thể gọi là bệnh cũng được, mình có thể gọi là một cái tình trạng cũng được, bởi vì cũng chưa hẳn là bệnh. Thì như cái tên mà Diễm Loan đã thấy á, vẩy phấn trắng tức là cái sang thương da nó sẽ có màu trắng. Màu trắng tức là nó sẽ giảm sắc tố so với cái da bình thường của em bé. Cái thứ hai á là phấn á, tức là nó cái màu của cái vẩy á nó màu trắng, và khi mà mình cạo ra đó thì nó mịn, giống như là nó sẽ có những cái vảy mịn giống như là bụi phấn vậy đó. Thành ra gọi là vảy phấn trắng, tức là cái vùng da giảm sắc tố mà có thể có những cái vảy rất mịn ha. Mà đây là một cái tình trạng gọi là lành tính thì rất thường gặp ở các cháu bé, và đặc biệt là chiếm gần 40% ở những cái bé mà bị chàm thể tạng ở trẻ em. Thì cái tình trạng này, cái nguyên nhân á thì người ta cũng đang tìm hiểu thêm, nhưng mà thực ra nguyên nhân cho tới giờ này người ta nghĩ do cái tình trạng giảm sắc tố sau viêm, hoặc là một số nơi thì ta nghĩ đây là một cái tình trạng dạng chàm nhẹ và biểu hiện thay đổi cái sắc tố da. Thưa bác sĩ, như vậy thì cái căn bệnh này nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài để dễ dàng nhận diện hay không ạ? Có bị nhầm với những căn bệnh nào khác hay không ạ? Bệnh này thì thường gặp ở trẻ em, nhất là những cái trẻ nhi, và đặc biệt là những cái trẻ mà có cơ địa gọi là chàm thể tạng hay còn gọi là viêm da cơ địa đó. Một trong những nguyên nhân mà lầm lớn nhất của quý phụ huynh đưa đến cái xử trí không thích hợp là nhầm là đa số, và phụ huynh cứ nghĩ là lan bèm. Đa số là lan bèm. Nó giống hả bác? Nó có giống không ạ? Thật ra thì bác sĩ chuyên khoa nhìn là biết liền. Nhưng mà đa số phụ huynh nghĩ là lan ben, bởi vì nó có những cái mảng trắng. Mảng trắng này có thể ở hai má, có thể ở cằm, có thể ở thân, ở ngực. Nhưng mà thật ra thì cứ phụ huynh cứ nhìn thấy là nghĩ lan ben là dùng thuốc lan ben. Thành ra nói giống thì cũng là giống, nhưng mà nói hông thì cũng là hông. Hông đối với người bác sĩ nhìn biết, còn giống đối với những người không có rành. Nó khác nhau như thế nào ạ? Bằng mắt thường có thể nhìn thấy được hay không ạ? Bằng mắt thường á, làm về xét nghiệm thì dễ rồi. Nhưng mà tự vì vảy phấn trắng thì không là một cái tình trạng giảm sắc tố sau viêm thôi, không có phải do cái vi trùng virus gì cả. Còn lăn ben là do nấm, đó là về xét nghiệm. Nhưng mà bằng thường thì không cần phải làm xét nghiệm. Bằng mắt thường á thì vảy phấn trắng á thì thường xảy ra ở trẻ em, nhất là những cái trẻ thiếu nhi, trẻ nhỏ. Còn lăn ben thì ở người lớn, trẻ lớn là khi mà cái tiếng vã này nọ đó thì nó đã hoạt động rồi. Cái thứ hai là cái vảy phấn trắng á thì hầu như là không hoặc rất ít khi ngứa. Trong khi lăn ben á thì thường kèm theo ngứa, mà vảy phấn trắng thì thường có thể đối xứng, còn lăn ben thì ít. Vảy phấn trắng á thì nó thường nó giảm sắc tố, mà da có thể da nó trắng hơn bình thường. Trong khi lăn ben á thì nó có thể nó đa màu sắc, có thể màu trắng, có thể màu nâu, nhiều cái vị trí sang thương màu sắc khác nhau. Dạ, như vậy thì các bậc phụ huynh mình nhớ lưu tâm tới thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ để phân biệt được trường hợp nào là vảy phấn trắng và trường hợp nào là lan ben các bậc phụ huynh nhé. Và khi điều trị xong rồi thì nó có để lại di chứng gì không ạ? Thật ra vảy phấn trắng khi nhìn thì mình có thể thấy ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Tình trạng này thì hầu như là không có gì nguy hiểm cả. Và theo thời gian thì sang thương da này có thể lan ra, nhưng mà nhìn chung thì cuối cùng theo vài tháng hoặc là vài năm thì cái sang thương này nó sẽ hết. Tuy nhiên nếu như sự lan nó ảnh hưởng tới thẩm mỹ nhiều, cha mẹ lo lắng, thì mình có bác sĩ có thể dùng những cái thuốc thoa mà có thể dưỡng da lại em bé,
thì da em bé sẽ nhanh chóng hồi phục. Mà đây là một cái tình trạng lành tính, quý phụ huynh không cần phải lo gì cả. Và thưa quý vị, mỗi một đứa trẻ đều là món quà tuyệt vời của các gia đình. Và mong là chương trình đã mang đến cho quý vị thêm những kiến thức để chúng ta chăm con mình thật là tốt quý vị nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay ạ. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau quý vị nha. Chương trình vẫn rất mong được đón quý vị vào mỗi buổi sáng để đến với bác sĩ của bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.